Cùng với sự phát triển về đời sống vật chất, tinh thần, nhu cầu được đọc sách nói riêng cũng như hưởng thụ sản phẩm văn hóa nói chung của người khiếm thị ngày càng cao, phong phú và đa dạng. Hiện nay, nhu cầu đọc của người khiếm thị chủ yếu tập trung vào sách văn học, các vấn đề xã hội, khoa học thường thức, khoa học phát triển kinh tế, sức khỏe, v.v. Tuy nhiên, các loại sách dành cho người khiếm thị về các đề tài này rất khan hiếm. Thêm vào đó, một bộ phận người khiếm thị là học sinh, sinh viên cũng đang rất thiếu nhiều tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học như lịch sử, triết học, tin học. Nhu cầu của người đọc sách khiếm thị hiện nay thì rất là cần thiết. Các loại hình sách dành cho người khiếm thị, ví dụ như sách chữ Braille hay là các loại hình sách nói, hoặc là tiếp cận các không sách nói trên phương tiện công nghệ thông tin thì để mà phát triển thêm kiến thức kỹ năng cho người khiếm thị. Khi mà đi học đại học thì chủ yếu là toàn tìm thư viện, toàn tìm tư liệu ở trên mạng thôi, cũng không có sách để mình phải để mình đọc đâu. Em hy vọng trong thời gian tới nên có thêm những cái đầu sách mà phục vụ cho quá trình học tập của các bạn sinh viên, sẽ hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn trong cái công việc học tập của mình. Để hỗ trợ tốt cho người khiếm thị, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã cải tạo và tổ chức không gian phục vụ riêng biệt với hơn 3.900 tài nguyên thông tin các loại như sách chữ nổi, Braille, đĩa CD bằng cassette và đầy đủ các trang thiết bị như máy vi tính, laptop, máy tính bảng có cài phần mềm đọc chuyên dụng để hỗ trợ bạn đọc khiếm thị tiếp cận các nguồn thông tin. Thư viện Khoa học Tổng hợp chỉ muốn mở cửa lại cái dịch vụ này, tạo mọi điều kiện tốt nhất để mà cung cấp những cái dịch vụ cũng như những thông tin hữu ích nhất cho tới những cái đối tượng người mù trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Hội người mù thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố sẽ khảo sát nhu cầu đọc sách của hội viên khiếm thị, từ đó luân chuyển các đầu sách phục vụ nhu cầu nghe, đọc cho hội viên gặp khó khăn trong các vấn đề đi lại. Khi mà phòng đọc dành cho người khiếm thị ra đời thì nó rất là hữu ích cho người khiếm thị. Sau những ngày giờ lao động mệt nhọc thì người khiếm thị cũng có thể thư giãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn á, là thông qua các cuốn sách này có thể là cung cấp cho cán bộ hội viên một cái kiến thức vô cùng bổ ích, và từ đó giúp cho cán bộ hội viên nâng cao các khả năng nhận thức của mình để cho họ có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hơn lúc nào hết, nhu cầu đọc tra cứu tài liệu trên mạng Internet và băng đĩa là rất cần thiết đối với người khiếm thị, nhất là những bạn trẻ, để không bị lạc hậu với thông tin về kiến thức khoa học xã hội trong nước và trên thế giới, qua đó giúp họ từng bước hòa nhập với cộng đồng.